phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ít mây, trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ.